cái lời làm chứng của một người chị em ở đây đúng không anh chị em anh chị em nhìn thấy rằng là người chị em chỉ muốn sinh hai đứa con thôi và không muốn sinh thêm con nữa vì nghĩ là sinh cho nó khổ đúng không ạ mà nói thật với cô ba anh chị em là không phải chỉ một mình người chị em suy có suy nghĩ này đâu mà đa số rất nhiều người có cái suy nghĩ như vậy đấy anh chị em ạ rằng là họ nghĩ là sinh nhiều con ra để cho con nó khổ nhưng mà anh chị em thấy rằng khi chúng ta có Chúa rồi Chúa bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta đúng không ạ cái trước khi tôi chưa có chúa tôi cũng nghĩ như vậy và thậm chí lúc tin chúa rồi tôi chưa được, được dạy dỗ tôi cũng vẫn cứ nghĩ như vậy và như anh chị em biết rằng, rằng một lần chúa dạy tôi một lần khi chúa dạy tôi và đúng thực sự là chúa đã thay đổi cái cách suy nghĩ của tôi và tôi trước rồi tôi cứ nghĩ là à, mình sinh ra một một con người mà nếu như mình dạy dỗ không tốt thì liệu con người đấy có phạm tội với Chúa hay không hay là liệu người đấy có được cứu hay không rồi nhỡ đâu người đấy không được cứu thì sao đúng không ạ và lúc đó tôi suy nghĩ tuổi ấu thế thì sinh ra một người mà mình không chăm sóc cẩn thận à, mình sinh ra một đứa con mà mình không dạy dỗ cẩn thận mà nó không được cứu thì có lẽ là mình mang tội rất là lớn thế nhưng một lần Chúa thay đổi cái suy nghĩ của tôi là tại sao con không nghĩ rằng con người sinh ra là để được phước Tại sao con không nghĩ rằng con sinh ra một đứa trẻ trên cuộc đời này để nó được được phước, để nó nhận được sự phước hạnh của Chúa? Và tôi nghĩ đúng nhỉ? Và nên bản thân bản thân mình đây mình nhìn thấy rằng là mình được sinh ra trên đời này và mình đã cảm thấy mình thực sự đang được phước. Và mình cũng sẽ là gì ạ? Mình phải tin vào quyền tể trị của Chúa. Là Đức Chúa Trời có đủ quyền để cứu mình đúng không ạ? Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình con cái. Thì Đức Chúa Trời cũng là đấng nuôi con của mình. Là đấng dạy dỗ con cái của mình. Là đấng giúp đỡ cho mình. Và đấng đó ban cho con của mình cả một cuộc đời nó để hưởng sự phước hạnh đời đời cùng với Chúa. Vậy, Chúa đã thay đổi cái suy nghĩ của tôi và tôi cũng rất là mong muốn rằng Chúa thay đổi rất nhiều những cái suy nghĩ của, của anh chị em chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà tôi nghĩ là tôi hay chia sẻ về câu kinh thánh này Ở trong châm ngôn chương 4 câu 23 và tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ câu kinh thánh này còn nhiều lần nữa anh chị em ạ Tôi rất thích câu kinh thánh này Và ở trong châm ngôn chương 4 câu 23 ở đây thì rất nhiều người thuộc lòng rồi Đó là gì ạ? Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra Dạ, à, ban truyền thông có vẻ rất là hiểu ý tôi cái bản dịch ở dưới anh chị em là tiếng anh đó có nghĩa là hãy khá, khá cẩn thận về cách con suy nghĩ các tư tưởng sẽ định hình cuộc đời của con dạ tấm lòng đúng không ạ thì hãy cẩn thận với cái cách mà chúng ta suy nghĩ vì các tư tưởng đấy sẽ định hình cả cuộc đời của chúng ta. Vậy thì tôi nghĩ rằng sinh ra một đứa trẻ để khiến cho nó khổ thì cũng là gì là ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Và thậm chí tôi nghĩ là tôi sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Để để, để chịu khổ hay sao? Đúng không ạ? Ngày xưa tôi có một nhớ có ai đó nói một câu rằng là con người sinh ra là để chịu khổ và tôi bị nghĩ như vậy đó. Nhưng đến khi Chúa thay đổi cái tư duy của tôi, thay đổi suy nghĩ của tôi đó là gì ạ? Một con người sinh ra là để được phước hạnh. Vậy thì thay đổi cách suy nghĩ thì đúng là cũng sẽ định hình cả cuộc đời của tôi. Vậy châm ngôn chương 4 câu 23 nói rằng là hãy cẩn thận cái cách mà anh chị em chúng ta suy nghĩ ngày nay. Vậy có rất nhiều những rắc rối trong cuộc sống của chúng ta, hôn nhân gia đình, tài chính, công việc, mối quan hệ rất nhiều thứ con cái nó ảnh hưởng từ cách mà chúng ta suy nghĩ tôi đã từng đúc kết từ gia đình của tôi đúc kết từ rất là nhiều người và chúng ta nhìn thấy ở đây có một cái câu tôi đọc một cái câu rất là nổi tiếng của một cái người nói như thế này ạ à, một người sinh ra trong hoàn cảnh nào không quan trọng quan trọng là cách người ấy nhìn nhận vào hoàn cảnh của mình có nghĩa là một người sinh ra hay là một người gặp một cái hoàn cảnh nào không quan trọng nhưng quan trọng là cái cách người đấy nhìn nhận về cái hoàn cảnh đó của mình một cách người đó bắt đầu suy nghĩ về cái hoàn cảnh đó của mình và thưa anh chị em là với một cái suy nghĩ của anh chị em á, trong một cái hoàn cảnh nào đó cụ thể nó sẽ khiến cho anh chị em bắt đầu sinh ra đức tin. Được không ạ? Bởi vì anh chị em suy nghĩ về một điều gì đó anh chị em tin, niềm tin của anh chị em đặt vào đó. Ví dụ như tôi nghĩ là sinh ra một đứa trẻ mà mình không nuôi dạy tốt thì mình là người có tội. Vậy thì tôi tin vào điều đó và tôi sợ tôi không dám sinh ra đứa trẻ nữa. Đúng không ạ? Tôi không muốn sinh con. Và nước, nước Nga cũng như vậy anh chị em ạ. Họ nghĩ như vậy và họ không đẻ và dù đất nước khuyến khích họ thế nào nữa họ cũng sẽ không sinh con bởi vì tôi ở đó bên đó tôi biết anh chị em ạ họ cực kỳ kế hoạch không không muốn sinh con vậy thì khi mà tôi suy nghĩ như nào thì tôi có cái niềm tin vào cái suy nghĩ của tôi và cái niềm tin của tôi nó sẽ sinh ra cái cái hành động của tôi cái hành động của tôi nó sẽ sinh ra cái thói quen và đương nhiên rồi cái thói quen thì nó sẽ định hình lên cái cuộc sống của tôi Đúng không ạ? Vì vậy lời Chúa mới nói là hãy cẩn thận về cách mà các con suy nghĩ Vậy thì tôi thấy cái điều này ngày hôm nay Ngày hôm nay quá quan trọng trên con cái của Chúa Ví dụ Anh chị em có tin rằng cái điều gì mà anh chị em nghĩ trong đầu Anh chị em cũng coi rằng nó là đúng không ạ? Đúng không ạ? Và thường thì những cái gì chúng ta nghĩ trong đầu á Thì chúng ta luôn coi rằng nó là của chúng ta Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là cái người Nghĩ ra cái ý tưởng đó hay là chúng ta suy nghĩ cái điều đó Và chúng ta luôn cho rằng những cái gì mà chúng ta nghĩ Nó là đúng, lấy một cái ví dụ như là có một lần à, tôi à, buổi, hôm đó tôi đi nhóm buổi sáng thì à, buổi chiều hôm đó là tôi giảng ở tại minh khai thì có một bạn hỏi tôi rằng là chị ơi à, chiều nay ai giảng ở minh khai vậy à, chiều nay mục sư hay chị giảng ở minh khai và tôi nói rằng là chiều nay chị giảng ở minh khai sao vậy em và cô đó cười cô nói là không không có gì ạ à, và anh chị em không bắt đầu tôi suy nghĩ anh chị em tôi suy nghĩ gì không ạ anh chị em có đoán được tôi nghĩ gì không ạ Tôi nghĩ rằng là sao cô bé này lại hỏi như thế? Hết à, có nghĩa là cô này cô đang nghĩ là chiều nay phải có mục sư giảng thì cô mới đến đúng không ạ? Còn à, nếu như mà tôi giảng thì cô đấy đang sẽ không không muốn đến. Có nghĩa là tôi đang nghĩ như vậy, đúng không anh chị em? Vậy tôi nghĩ như vậy. Và tôi nghĩ à, bé này nó không thích mình. Rồi anh chị em thấy không? Một cái suy nghĩ bắt đầu tôi bắt đầu dán cho người chị em tôi một cái mác luôn vật chán của người chị em đó và từ lần sau tôi gặp người chị em đó tôi nghĩ ngay là cái người chị em này không thích mình chỉ thích mục sư thôi à và anh chị em thấy không ạ là cái cẩn thận về cách mà chúng ta suy nghĩ trên anh chị em của mình rất nhiều tôi rất là nhiều lần như vậy anh chị em ơi và nếu như tôi luôn luôn gặp trong những cái hoàn cảnh nào đó và tôi luôn luôn dán ngay lập tức tôi vội vàng tôi nhận định sự việc và tôi dán luôn tem mắc cho anh chị em của tôi và nếu như để mà nói về một người dán mắc chuyên nghiệp thì tôi tin rằng là chúng ta là những chuyên viên dán mác, dán tem cho anh chị em của chúng ta rất là chuyên nghiệp đấy chuyên nghiệp đến nỗi cả cuộc đời vẫn chỉ là nhân viên thôi đúng không ạ và rất nhiều người đến khi chúa thay đổi cái suy nghĩ của tôi anh chị em và tôi phải đi tôi phải gì ạ tôi phải bóc hết tất cả những cái tem mác đấy ra khỏi anh chị em của tôi đấy một lần ví dụ như một người đi mua một đi mua bánh mì và tôi đứng đó tôi xếp hàng tôi mua bánh mì và rồi người chị em đó mua bánh mì cho người chị em đó và giả tiền cho người chị em đó và không giả tiền cho tôi lấy ví dụ như vậy đúng không ạ và tôi ngay lập tức tôi nghĩ ôi sao người chị em này cái bánh mì nó rẻ như vậy mà không không trả tiền cho mình à, và và rồi tôi dán cho người chị em một cái mát là không rộng rãi cái người này có tấm lòng không rộng rãi và rồi anh chị em biết là lần sau tôi gặp người chị em đấy dù người chị em đấy tốt với tôi đến mấy đúng không ạ làm rất là nhiều việc tốt cho tôi nhưng mà tôi khi người chị em đó xuất hiện tôi lại nhìn thấy cái mát ở trên trán người chị em đó là người này không có lòng rộng rãi và rồi nó làm cho chúng ta mất đi cái mối quan hệ với người đó đúng không anh chị em và đó là gì ạ đó là cái sự nguy hiểm vô cùng ngày trước khi tôi ở bên nga có những cái sản phẩm quần áo rất là đẹp và tôi không biết là một số đất nước như thế nào nhưng một số người nga họ không thích sử dụng hàng trung quốc đâu ví dụ như một cái áo rất là đẹp như vậy nhưng người đưa cho người tặng cho người ta mà nếu như người ta mở cái mác ra mà người ta thấy cái chữ Made in china ấy là người ta không dùng Vậy thì dù cái sản phẩm hay là người anh chị em của chúng ta có có tốt đến mấy nhưng nếu như chúng ta đã vô tình dán cho họ những cái mác ở trên đầu của họ rồi ấy thì dù họ có tốt đến mấy thì chúng ta cũng gì ạ, chúng ta cũng nhìn vào cái mác của họ thôi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Phải thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta, phải thay đổi ngay cái tâm trí của chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta không nhận ra cái điều đó đâu anh chị em ơi. Tôi luôn tôi khi tôi nhận ra cái điều này tôi mới ồ mình đã dán rất nhiều những cái tem mát trên tâm trên đầu của anh chị em của mình nên khi họ xuất hiện và mình chỉ nhìn họ với cái hình ảnh như vậy thôi. Nếu như Chúa cũng làm như thế với tôi thì chắc chắn tôi không đứng nổi trước mặt Chúa, đúng không ạ? Nếu như Chúa mà cũng như vậy với tôi ấy thì trên người của tôi không còn chỗ nào để dán nữa rồi, đúng không anh chị em? Vậy nhưng mà Đức Chúa Trời thì là đấng nhân từ và Ngài luôn luôn là đấng tha thứ. Vậy thì Chúa là đấng như thế nào? Chúng ta cần phải học theo cái suy nghĩ, cái cách của Chúa. Amen. Ví dụ ở trong Kinh Thánh, anh chị em có thể mở trong Matthew chương 16 ạ. Tôi thấy cái điều này khá là quan trọng. Matthew chương 16, Hồi nãy tôi có nói với anh chị em đó, là chúng ta nghĩ, những cái điều chúng ta nghĩ luôn luôn là là của chúng ta. Và với một cái niềm tin mà khi tôi tôi tin một cái điều gì, tôi suy nghĩ điều gì đó và tôi tin cái điều đó. Và chúng ta luôn luôn cho rằng cái suy nghĩ của chúng ta đúng. Thưa anh chị em, À, tôi rất là buồn cười rất nhiều cái cuộc tranh cãi hay là nói chuyện thật ra thì người nào cũng có ý đúng cả anh chị em đã bao giờ bắt đầu một cái cuộc cãi vã, cãi vã ấy? hay là uh, trao đổi gì đó hơi mạnh hơi mãnh liệt một chút thì chúng ta thấy rằng là nhất là vợ với chồng chẳng hạn thì ai cũng cho rằng là mình đúng đúng không ạ không ai nói rằng là mình sai cả và kiểu gì chúng ta cũng tìm ra được một cái lý đúng của chắc chắn là chúng ta đúng nhiều hơn đối phương rồi lúc nào cũng như vậy đúng không anh chị em vậy thì tôi hiểu ở đây này đơn giản thôi chúng ta không ứng ở giữa không có quan tòa nào ở đó hết không ai nói rằng là anh đúng hay chị đúng, anh sai hay chị sai cả mà chỉ đơn giản thôi chúng ta luôn luôn đúng với hệ thống niềm tin của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin như vậy nên là cái điều chúng ta nói ra thì nó là đúng rồi. Còn người khác không thể nào mà giải thích được cho anh chị em. Vậy thì chúng ta vẫn lại phải quay trở lại cái hệ thống niềm tin của chúng ta chúng ta tin cái gì đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn đúng với hệ thống niềm tin của chúng ta. Nên là khi trong những cái cuộc cãi vã chúng ta luôn đúng mà. Vậy thì chúng ta phải phải thay đổi như thế nào? Matthew chương 16 có một cái câu chuyện của cuộc nói chuyện giữa Chúa với cả rơ và khi tôi đọc phân đoạn kinh thánh này tôi thấy rất là tuyệt vời và kỳ diệu luôn tôi lại ngỡ ngàng dạ khi Chúa giê Giêsu hỏi các môn đồ ở trong câu 13 nhé sự tuyên xưng của Phêrô ạ chương 16 Matthew chương 16 câu số 13 Chúa hỏi các môn đồ rằng theo lời người ta nói thì con người là ai có nghĩa là theo lời người ta nói thì ta là ai á Thì các môn đồ thưa rằng một số người nói là răng bắp tít Một số khác nói là Eli Một số khác nữa thì cho là Jeremy Hay là trong một trong các nhà tiên tri Ngài phán rằng còn các con thì nói ta là ai Và ngay lập tức Fierre, Simon Ferrer thưa rằng câu 16 ạ Thầy là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Giêsu phán với người hỡi Simon, con Jonah, phước cho con vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con mà là cha ta ở trên trời. Dạ công số 17 nói rằng ạ. khi Phirơ ông nhận ra rằng ngài là con Đức Chúa Trời đúng không ạ? Là đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống và Chúa khen Phirơ nhá. Anh chị em để ý kỹ cái câu này. Chúa nói gì ạ? Vì không phải là thịt và máu hay là có nghĩa là không phải tôi đúng không ạ? Không phải chính con là con tự biết được cái điều này. Mà là cha ta, ý tưởng của cha ta đã ban cho con vậy Cha ta là đấng đã bày tỏ cho con cái điều này Và đây chúng ta nhìn thấy là Chúa chính Chúa Giêsu nói gì ạ? Đây chính là Thánh Linh hay là điều đến từ Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Phê Rơ Nhưng chỉ cách có 5 câu thôi Anh chị em đọc tiếp xuống câu số 22 Câu 21 thì Chúa Giêsu đang nói về cái sự khổ nạn của Chúa sắp tới Ngài sẽ phải chịu Thì Phê Rơ liền đem Chúa riêng ra và nói như thế này ạ Câu số 22 ạ lạy Chúa uh, Phêrô đem ngài ra và trách rằng có nghĩa là trách rằng á lạy Chúa Đức Chúa trời nào nỡ vậy việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu câu 23 nhưng ngài lại quay lại và phán với Phêrô hỡi Satan hãy lui ra đằng sau ta Ngươi là một chướng ngại cho ta Vì ngươi chẳng nghĩ đến điều của Đức Chúa Trời Mà chỉ nghĩ đến việc của loài người yeah. Chúng ta thấy không? Một phân đoạn kinh thánh mà cách nhau có 5 câu thôi. Câu trước thì Chúa nói rằng gì ạ? Đức Thánh Linh hay là chính cha ta trên trời bày tỏ cho cái điều con đang suy nghĩ đúng không ạ? Mà 5 câu sau thì nói ngay rằng gì ạ? Đây là Satan đúng không ạ? Đây là Satan đã gì ạ? Đã nói và người không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Vậy thì cái điều mà ông Führer ông ấy nghĩ lại cũng không phải là ông ấy nghĩ. Đúng không ạ? Cái điều mà phê nghĩ chính là Satan đã gieo ý tưởng vào trong suy nghĩ của ông ấy. Và mục sư Thiện hay dùng từ gợi ý, đúng không ạ? Nó là gợi ý và nó là cái gì? Ý tưởng của Satan. Vậy thì thưa anh chị em, một cái đầu của anh chị em mỗi ngày anh chị em nghĩ bao nhiêu từ, anh chị em suy nghĩ bao nhiêu từ? Vậy thì có bao nhiêu từ đến từ xác thịt của anh chị em, có bao nhiêu từ đến từ Đức Thánh Linh và có bao nhiêu từ đến từ ma quỷ đây? Có không ạ? ngay trong phân đoạn kinh thánh này thôi là anh chị em cũng có thể nhìn thấy Chúa Giêsu đã chỉ ra ba ba cái hướng suy nghĩ của chúng ta. Một là xác thịt hay là chính con nghĩ ra điều đó. Và điều thứ hai Chúa khen đúng không ạ? Đó, được lắm, đây là điều mà cha ta đã bày tỏ cho con, rất là tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Vậy thì còn một cái kẻ thù nữa, nó cũng có thể gì ạ? Dạ gieo được những cái suy nghĩ và ý tưởng cho chúng ta. Vậy thì những gì ngày hôm nay chúng ta nghĩ trong một ngày ấy, nó có bao nhiêu cái suy nghĩ đến từ chính chúng ta đây? Có bao nhiêu suy nghĩ đến từ chính Đức Chúa Trời của chúng ta Và có bao nhiêu suy nghĩ, ý tưởng mà ma quỷ nó gieo cho chúng ta Và tôi nói thật với anh chị em là một ngày nhá Tôi không biết là công việc của cô ba anh chị em như thế nào Nhưng tôi rất nhiều lần khi mà tâm trạng tôi đang rất là vui Và tôi gặp một anh chị em đến Cô anh ơi cầu nguyện cho em Hôm nay em gia đình em thế này, chồng em thế kia Có nghĩa là đưa ra những cái hoàn cảnh rất là khổ sở Và cuối cùng là đưa ra những cái quyết định Cái, cái quyết định rất là tiêu cực và, và anh chị em là ví dụ như tôi một ngày tôi phải nghe rất là nhiều những cái câu chuyện như thế, dạ, yeah. à, tôi lấy một cái ví dụ như là à, nếu như anh chị em mà không cẩn thận thì rất dễ chúng ta cũng sẽ bị hòa nhập vào theo những cái câu chuyện đó của mọi người và cái hoàn cảnh đó của mọi người, tôi lấy một cái ví dụ như à, một lần gần, gần đây á, à, chúng tôi khi chúng tôi học cái uh, trong cái lớp tham vấn thì chúng tôi phải có một cái giờ thực hành ví dụ tôi với chị khen sẽ thực hành bắt cặp với nhau và tôi sẽ là người, người đóng vai thân chủ và chị khen sẽ là người đóng vai à, tham vấn viên đúng không ạ à, và người, người tham vấn viên kia bắt đầu đưa ra một cái quy tắc ban đầu là chúng tôi phải có một cái nguyên tắc cho cái người tham vấn viên á là tuyệt đối giữ lòng của mình cẩn thận để không bị câu chuyện của thân chủ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình Được không ạ bởi vì cái người tham vấn ở trên này ấy người tham vấn viên ấy là cái người phải có cái nguyên tắc là gì ạ đồng cảm với câu chuyện của thân chủ nhưng mà tuyệt đối không được để cái cảm xúc của mình hay là cái cái suy nghĩ của mình nghĩ theo cái hướng của thân thân chủ kia à, thế thì hôm đấy tôi bắt gặp với người chị em đó và người chị em đó là làm tham vấn và tôi là thân chủ và tôi bắt buộc phải đưa ra một cái câu chuyện của tôi để để bắt đầu cái thực hành tham vấn mà thế tôi đưa ra cái câu chuyện hồi nhỏ của gia đình tôi ở trường học của tôi và khi tôi kể ra như vậy trước khi bắt đầu cuộc tham vấn chúng ta đã nói chuyện là cam kết rằng là gì ạ là không để cho câu chuyện của người này làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người kia được không ạ rồi đã cam kết viết giấy cam kết vừa mới viết đàng hoàng khi tôi vừa kể câu chuyện anh chị em biết không ạ tôi vừa kể câu chuyện mà tôi với cả cái năm mà tôi còn đi học tiểu học đó vừa mới kể xong anh chém em biết không cái cái chị tham vấn đấy là vợ một mục sư ạ chị bực quá ui rồi chị bực quá vứt luôn bút xuống vứt luôn cả sổ sách xuống không tham vấn gì nữa hạnh hạnh thôi bây giờ bỏ nhá hạnh ơi sao lại thế sao cái cô giáo đấy lại như thế bắt đầu hòa nhập vào cái câu chuyện của tôi kiểu như muốn sắn tay lên muốn muốn cãi lộn ạ à. tôi bảo ôi chị ơi bình tĩnh mình đang ở trong phiên tham vấn mà bảo nhưng mà chị bực quá ôi rồi chú, chúa ơi con xin chúa tha thứ cho con giống như kiểu chúa ra khỏi con mấy phút ấy anh chị em ạ à. và chị bực của cái câu chuyện của tôi mà tôi thì tại vì là tôi quen với cái câu chuyện đấy rồi dạ anh chị em thấy không là hãy cẩn thận với cách mà chúng ta suy nghĩ đúng không ạ vậy thì bây giờ ai đó đến đưa cho chúng ta một cái câu chuyện gì đó mà nếu như chúng ta cũng nghĩ theo đúng không ạ rất là dễ chúng ta tin rất dễ chúng ta tin câu chuyện của người ta 100% mà Đương nhiên câu chuyện của tôi thì nó là thật 100% Nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận về cách mà chúng ta suy nghĩ Bởi vì khi tôi kể về người giáo viên như vậy Và dễ dàng lắm chúng ta cũng sẽ Cái người nghe cũng sẽ nghĩ về cái người giáo viên của tôi cực kỳ tệ Đúng không, Đúng không anh chị em? Vậy thì chúng ta phải luôn luôn giữ cái tấm lòng của mình Vì một ngày chúng ta phải nghe bao nhiêu câu chuyện đây Đúng không anh chị em? Như lần trước tôi cũng có chia sẻ một bài giảng ở đây rồi Đó là hãy cẩn thận giữ tấm lòng của mình Trong sạch trước mặt Chúa và cẩn thận cái cách mà mình suy nghĩ, giữ tấm lòng của mình cẩn thật cẩn thận và cũng như vậy anh chị em hãy giữ cái suy nghĩ của mình hết sức cẩn thận. Bởi vì các nguồn sự sống do cái nơi đó mà ra. Vậy nên anh em anh chị em phải phải hết sức để ý. Tôi nhớ Mục sư Hưng có một cái câu nói rất là hay ở trên kênh của Mục sư Hưng ông nói anh trong anh có một cái bài giảng như anh nói như này ạ. Là nghĩ tích cực cũng tốt nhưng mà cần phải nghĩ đúng. Nghĩ tích cực là tốt Nhưng mà cần phải nghĩ nghĩ đúng Dạ tôi bảo ôi sao lại nghĩ, nghĩ tích cực là tốt lắm rồi Bây giờ lại phải nghĩ đúng mà Ồ đúng tôi thấy cái vấn đề như thế này Và rồi anh chị em thấy không Nghĩ tích cực là là cũng tốt Nhưng cần phải nghĩ đúng Đúng không anh chị em Vậy thì mình cần phải suy nghĩ đúng Nên là anh chị em cái cách mà chúng ta suy nghĩ ngày nay ấy, Anh chị em phải để ý rằng là Chúng ta đang nghĩ những cái gì Có đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không có đúng hay không và có nhiều người ngày nay á, chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh khó khăn nợ nần áp bức tù đầy tôi phải nói như vậy đấy nhưng có người nhiều người nghĩ tích cực đến cái mức độ là thôi không sao hết mình à, chờ đợi đức chúa trời là đấng nhân từ chắc chắn chúa là đấng sẽ giải phóng mình rồi tích cực nhiều khi nhân từ quá anh chị em tích cực quá cuối cùng gì ạ chúng ta nghĩ sai nha bởi vì thật ra đức chúa trời là đấng muốn gì ạ chúng ta được giàu có tôi tin chắc vào vào điều đó đức chúa trời muốn cho chúng ta được khỏe mạnh chứ chúa ngài nhiều người á, bị bệnh và cuối cùng nói rằng thôi được rồi mình bị bệnh nhưng mà bây giờ mình cũng hơn 50 tuổi rồi tôi cố gắng một thời gian nữa thì về với chúa là hết bị bệnh cái đấy cũng là một cách nghĩ tích cực nhưng mà là nghĩ tích cực sai đúng không anh chị em tôi tin chắc rằng đức chúa trời muốn ban cho tôi một đời sống khỏe mạnh ở trên đất này một đời sống phước hạnh giàu có và tự do ở trên đất này và những cái suy nghĩ kia tôi nghĩ tôi nghĩ đó chỉ là những cái sự lừa dối mà thôi anh chị em ạ Vậy thì chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần phải nghĩ đúng chứ không phải chỉ có nghĩ tích cực hơn đâu. Bởi vì có nhiều trong trong quá khứ của cuộc đời tôi rất nhiều lần tôi nghĩ cái, tích cực cái kiểu đấy rồi và tôi chẳng thấy có điều gì xảy ra cả. Nhưng tôi phải đòi lại cái gì ạ? Cái quyền lợi của mình mà Đức Chúa Trời ngài ban cho tôi. Hôm vừa rồi tôi có nói với một người chị em đến nhà tôi nói chuyện và anh chị em biết không? Họ làm việc cùng với nhau. Nhưng thật ra tôi biết trong hội thánh của chúng ta có Ví dụ trong một lớp học, anh chị em sẽ thấy có những bạn học rất là giỏi, đúng không ạ? Có những bạn thì học rất là kém trong một lớp học. Và trong hội thánh, anh chị em cũng sẽ thấy rằng là có, sao có nhiều người họ giàu có như thế? Rồi có những người thì lại vẫn khó khăn về tài chính như vậy. Anh chị em ơi, họ khác nhau cái gì ạ? Họ khác nhau ở nhiều thứ lắm, ở cái suy nghĩ này. Họ khác nhau rất là nhiều cái. Và tôi cũng nói với anh chị em đó rằng, ấy, anh chị em phải hiểu như thế này này. Đức Chúa Trời Kinh Thánh nói gì ạ? Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac của Jacob thì cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Đức Chúa Trời của những cái người giàu trong hội thánh cũng là Đức Chúa Trời của tôi đúng không ạ? Đức Chúa Trời của những người khỏe mạnh trong hội thánh cũng là Đức Chúa Trời của những người yếu. Vậy thì tôi tin một điều những gì mà Kinh Thánh nói gì ạ? Những gì của cha thì sẽ là của con và ta sẽ cho các con những gì của ta có đúng không ạ? Vậy thì tôi rất tin những cái gì mà của Abraham, Chúa đã hành động trên Abraham thì cũng sẽ hành động trên cuộc đời của tôi. Amen anh chị em Những gì mà Những người giàu trong hội thánh Họ có được chắc chắn rồi Chúa cũng muốn điều đó cho tôi Đúng không ạ Anh chị em Nhiều khi chúng ta nghĩ tích cực là Chúng ta nghĩ À chắc là mình Mình sai gì đó Hay là mình phạm tội gì đó đây Hay là mình chưa đúng Ở cái điểm nọ Điểm kia Nên là mình chưa giàu có Hay là mình chưa được chữa lành Hay mình chưa được khỏe mạnh Hay là mình chưa được Nhiều người yêu quý Hay là mình Vẫn chưa được mọi người tôn trọng chắc là mình sai cái điều gì đó đây mình cứ chờ đợi tìm câu trả lời thì 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 chưa đến bao không đến bao giờ chúng ta tìm được đâu anh chị em vậy thì chúng ta cần phải nghĩ theo cách mà đức chúa trời nghĩ đức chúa trời của Abraham như Luca chương 4 câu 18 19 đấy chúa đến để chúng ta được giải phóng được chúa chúng ta được sáng mắt nên là đức chúa trời đứng là đức chúa trời của người ta thì cũng là đức chúa trời của tôi đức chúa trời là đấng ban sự giàu có cho cho người ta thì cũng ban cho tôi vì kinh thánh nói như Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời Chúa không thay đổi. Đúng không ạ? Đức Chúa Trời của tôi đối xử với Abraham như nào? Ngài nhân từ như thế nào? Và Ngài là đấng giàu có của Joseph như thế nào? Thì Ngài cũng là đấng giàu có đối với tôi như thế. Đúng không ạ? Và Ngài không bao giờ thay đổi. Và khi gần đây Chúa dạy tôi một cái điều cũng rất là hay chú nói với tôi điều đó là ta ngày hôm qua ngày hôm nay và cho đến đời đời ta không thay đổi với các con và đặc biệt là ma quỷ cũng vậy ngày hôm qua ngày hôm nay và cho đến đời đời nó cũng không bao giờ thay đổi và tôi nghĩ thì tôi mừng tôi ô oh, cảm ơn chúa nó ngày hôm qua nó thất bại đúng không ạ ngay từ tuổi sáng thế nó đã bị đạp đổ xuống rồi nó đã bị đạp xuống và nó là kẻ thất bại rồi đến khi chúa Giêsu ngài bị đóng đinh trên thập tự giá nó là một cái kẻ bại trận lớn nhất trong lịch sử loài người chính là nó đúng không ạ? Chúa đã giành lại tất cả quyền cứu chuộc thuộc về Ngài và chúng ta ngày hôm nay được Chúa Ngài cứu chuộc. Vậy thì nó luôn là kẻ thất bại và cho đến đời đời nó vẫn là thất bại. Vậy thì bệnh tật, nghèo khó, tù đầy tất cả mọi cái anh chị em ạ, nó luôn là gì ạ? Là kẻ thất bại. Vậy thì lời Chúa dạy tôi rằng con ạ, những ta ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời đối với con không bao giờ thay đổi đâu. Còn ma quỷ thì nó, nó cũng không thay đổi vì nó luôn thất bại trước mắt con. Amen anh chị em Nó luôn thất bại trước mắt của chúng ta Nên đó là anh chị em ơi chúng ta cần phải suy nghĩ Cần phải nghĩ tích cực lên cái điều đó Rồi Kinh Thánh nói như thế này ở trong Châm ngôn chương 23 câu số 7 ạ Vì lòng người ta nghĩ sao Thì con người họ sẽ thể ấy Hay là vì hắn tưởng trong lòng thể nào Thì hắn quả thể ấy Anh chị em Vì nếu như trong lòng của chúng ta nghĩ Nghĩ như thế nào thì cuộc đời của chúng ta sẽ như vậy Được không ạ? Anh chị em nghe điều này rất nhiều rồi Nếu như chúng ta nghĩ là chúng ta luôn luôn có lỗi Chúng ta có tội gì đó Và thôi chúng ta cứ sống như vậy thôi Thì chúng ta mãi như vậy Nhưng nếu như chúng ta nghĩ theo cách mà Đức Chúa Trời nghĩ Và dành cho chúng ta như tuổi ban đầu Thì không phải như vậy Amen anh chị em Nên nhớ Chúa là đấng tể trị Ở trong gióp khi tôi suy nghĩ về cái cái nghĩ đúng và nghĩ sai, nghĩ đúng và nghĩ sai, con phải nghĩ như nào cho đúng và nghĩ như nào cho nó nó để con biết rằng là con đang nghĩ đúng và tôi nhìn thấy gióp anh chị em ạ, à. khi mà ông ấy bị hoạn nạn ngay trong chương hai anh chị em và ở đấy có hai vợ chồng, lúc đó là có gióp với cả có vợ của ông ấy và khi ông ấy gặp cái hoạn nạn như vậy thì người vợ nói câu gì anh chị em nhớ không ạ, hãy hãy phỉ báng đức trời của ông xong rồi chết đi, Đã đúng không ạ và Job nói gì ạ? Bà đúng là một cái người đàn bà ngu muội. Những gì mà đức chúa trời ban cho mà có nghe cái câu nói của Job như này này, đức chúa trời ban cho thì đức chúa trời có quyền cất đi. Chẳng nhẽ những phước hạnh mà đức giêsu ban cho thì, thì chúng ta nhận lấy còn tai họa mà ngài giáng xuống thì chúng ta không nhận sao? Và anh chị em thấy ạ, ở đây là một cái cách suy nghĩ của Job nha, vừa mang tính gì ạ? Cũng rất là rất là chúng ta gọi là không phải là tích cực trong cái hoàn cảnh là ông đang nghĩ rất là đúng đấy ạ. Bởi vì sao ạ? Những gì Đức Chúa Trời ông tin rằng những gì tôi có được ngày hôm nay là Chúa ban cho tôi. Yeah. Nhưng mà ông ấy đang nói về cái cách suy nghĩ của người người vợ kia kìa là một cái người đàn bà ngu muội. Và anh chị em nhìn thấy một cái trong ở trong những cái hoàn cảnh như gióp liệu có ai nghĩ được như gióp hay không? Yeah. Và gióp là một cái người có một cái 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 suy nghĩ tôi phải nói rằng rất kính sợ Đức Chúa Trời. Một, và kinh thánh ở trong chương 2 nói rằng ạ, trong tất cả những cái điều ấy thì Gióp không có một lời nào vấp phạm với Chúa cả cả cuộc đời của Job và trong cái, lúc đó ông gặp những hoàn cảnh như vậy nhưng mà ông ấy không thay đổi cái suy nghĩ của mình đúng không ạ ông luôn nghĩ về Đức Chúa trời là đứng đáng kính sợ và đứng tuyệt vời rồi chúng ta ở mở trong Efeso chương 4 câu số 23 Efeso chương 4 câu số 23 chúng ta sẽ nhờ Đức Thánh Linh là đấng đổi mới tâm trí của chúng ta Efeso chương 4 câu 23 nói rằng nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí của anh em Yeah. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí của anh em Vậy thì nhờ tôi sẽ cần phải nhờ Đức Thánh Linh đổi mới tâm trí của tôi mỗi ngày yeah. Tôi tìm ở trên, trên tôi, 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 ngày xưa tôi nghe một cái tin đồn người ta nói rằng là Con người chưa sử dụng hết 10% chức năng của não bộ Và người ta nói rằng cái thông tin này nó cũng chưa chính xác Đấy, Đúng không ạ? Nhưng mà tôi Tôi chỉ tin một cái điều như thế này thì anh chị em ạ. Đức Chúa Trời là đấng toàn quyền làm mọi sự. Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngay kể cả trên não bộ hay là tâm trí của tôi. Đức Chúa Trời Ngài là đấng có quyền khiến cho tôi trở nên một người vô cùng khôn ngoan, thông sáng. Và như trong sách Đa Nhiên chương 4 đúng không ạ? Một ông vua bên tôi Sát Sa đúng không ạ? Anh chị em thấy trong mấy năm và đức, trong chỉ trong tích tắc Đức Chúa Trời khiến cho ông ấy trở, tâm trí của ông ấy trở thành tâm trí của một một con vật đúng không ạ? Và ngay sau đó Chúa cũng sẽ đã phục đến cái mãn hạn rồi Thì Chúa lại phục hồi ông ấy trở nên một cái vị vua khôn ngoan Vậy thì lòng của các vua hay là tâm trí của chúng ta ở trong tay của Chúa Và chúng ta muốn trở nên khôn ngoan thì cũng ở trong tay của Chúa Vậy thì Kinh Thánh ở đây Ephesos nói gì ạ? Ephesos chương 4 câu 23 nói rằng tôi sẽ nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí của tôi Tôi cần Ngài đổi mới tâm trí của tôi Tôi nhớ một cái câu mà ông vua này, ông ông vua ở trong Daniel chương 4 ông nói với đấy ạ đa nhiên rằng là hãy giải cái giấc mộng này cho tôi đi bởi vì ở trong anh có thần linh có linh của các thần có nghĩa là có thánh linh đúng không ạ chúng ta hiểu ngày nay đó là thần linh ở thánh linh của các thần và những con cái chúa ngày hôm nay cảm ơn chúa khi chúng ta tiếp nhận ngài thì chúng ta có linh của đức chúa trời chúng ta nghe một sư phê nói nhiều lần rồi đúng không ạ trong chúng ta hay là chính chúng ta có tiếp nhận linh của đức chúa trời chúng ta có linh của ngài vậy thì chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn và ở trong châm ngôn có nói rằng ạ Chúa hay là chính Ngài khiến cho con khôn ngoan hơn Xin lỗi anh chị em không phải châm ngôn mà là thi thiên Thi thiên 119 nó Chúa khiến cho con khôn ngoan hơn những người dạy con Đúng không ạ? Chúa khiến cho con khôn ngoan hơn cả những cái người lão thành Và tôi thấy rằng là chúng ta cần cái điều này Ở một Cô Đinh Tô chương 2 câu số 12 nói như thế này ạ anh chị em có, nếu có kinh thánh nhìn vào kinh thánh của mình một cô đinh tô chương 2 câu số 12 chép con sẽ không nhận lãnh linh của thế gian nữa rất là tuyệt vời về phần chúng ta chúng ta sẽ nhận lấy thần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian nhưng đã nhận lấy thánh linh từ đức chúa trời đến hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi đức chúa trời ý lời ở một cô đinh tô Phaolô có nói ở đây ạ, à? về phần chúng ta, chúng ta sẽ chẳng nhận lãnh lấy thần của thế gian nữa, đúng không ạ? Hay là nhận lãnh linh của thế gian nữa, nhưng chúng ta đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Như lúc nãy tôi có lấy ở trong Matthew chương 16 đấy, anh chị em thấy có một câu chuyện thôi mà chúng ta thấy rằng là có một lúc thôi mà mấy cái suy nghĩ đến với Peter và Chúa đã chỉ cho chúng ta biết được rằng là chúng ta Chúa cho chúng ta nhìn ra cái sự phân biệt đúng không ạ? từ ma quỷ này hay là từ Đức Chúa Trời bày tỏ này hay là chính từ xác thịt của ông ấy. Nhưng ở đây Phaolô ông dạy là về phần chúng ta hay là tôi luôn cầu nguyện như thế này. Chúa ơi, con sẽ không nhận lấy suy nghĩ hay là ý tưởng của của tà linh hay là của thế gian nữa. Nhưng con muốn nhận những ý tưởng và suy nghĩ của con đến từ chính thánh linh của Đức Chúa Trời. Và con tin rằng Ngài là đấng biến đổi tâm trí của con, suy nghĩ của con, Tôi không biết anh chị em có mong muốn mình thay đổi mỗi ngày hay không? Anh chị em muốn mình lớn trở nên mỗi ngày hay không? Bởi vì ông Paulo nói như này ạ Rằng là dù con người bề ngoài hay hư nát Nhưng cái con người bề trong thì cần phải đổi mới hơn Hay là con người bên trong của tôi cần phải lớn hơn Và trưởng thành hơn mỗi một ngày Và tôi luôn xin Chúa điều này anh chị em ạ Tôi luôn xin Chúa rằng Chúa ơi con muốn con người bên trong của con Hay là cái tâm trí của con, cái suy nghĩ của con Nó phải trưởng thành hơn anh chị em biết là lời chúa nói là cẩn thận về cách mà con suy nghĩ vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra vì các nguồn sự sống về hôn nhân về gia đình về con cái về tiền bạc về sức khỏe về mọi mặt nó sẽ sống bởi cái cách mà chúng ta suy nghĩ anh chị em ạ à. cách mà anh chị em suy nghĩ sẽ thay đổi cả cuộc đời của chúng ta nó sẽ định hướng cả cuộc đời của chúng ta Đúng không ạ? Nên là anh chị em phải hãy cầu nguyện rằng Chúa ơi con sẽ không nhận lấy linh của thế gian nữa Nhưng con sẽ nhận lấy thánh linh của Đức Chúa Trời Và khi tôi tìm được một câu kinh thánh này rất là tuyệt vời Và tôi luôn cầu nguyện Tôi thấy rằng nó như một cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta vậy Ở Luca chương 11 câu số 13 nói như thế này ạ Vậy nếu các ngươi là xấu Còn biết cho con cái mình vật tốt thay Hướng chi là cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài. Ồ, oh, vậy thì tôi tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi con sẽ không nhận lấy linh của thế gian nữa. Và con sẽ không suy nghĩ những cái suy nghĩ tiêu cực nữa, anh chị cần phân biệt nhé. Amen ạ, cần phải biết phân biệt. Và lời Chúa nói ở đây gì ạ? Là nếu như các con là con người là các con còn còn thấy rằng là mình muốn cho con mình những điều tốt, huống gì cha của ta, cha của các con ở trên trời lại không ban những điều tốt hay là không ban đức thánh linh cho những người xin ngài hay sao vậy khi tôi xin chúa ban cho con đức thánh linh hay là con có những cái suy nghĩ đến từ thánh linh của đức chúa trời con muốn suy nghĩ điều ngài nghĩ tôi cũng tìm được trong kinh thánh philip chương hai câu 5 nói rằng gì ạ hãy có đồng một tâm trí như đấng chris đã có Ở trong Philip chương 2 câu 5 nói gì ạ? Hay là ở cái bản dịch phổ thông ấy Thì nói rằng hãy có đồng một tư tưởng như đấng Christ đã có Ồ vậy thì tôi cũng có thể nghĩ như cách Chúa nghĩ à? Đúng không ạ? Vậy thì tôi cũng có thể suy nghĩ hay là tôi cũng có thể nói hay tôi cũng có thể tin, tôi cũng có thể hành động, tôi cũng có thể làm và cuộc đời của tôi cũng sẽ trở nên gì ạ? À? Như Kinh Thánh nói gì ạ? À? Tôi có một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có. Philip nói như vậy, hãy có đồng một tâm trí hay là đồng một tư tưởng như Chúa cứu thế Jesus Bởi vì ngay từ đầu anh chị em ơi, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người giống như hình ảnh của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người giống như hình ảnh của Ngài. Và ngay từ đầu á, thì con người sống rất là thọ. Ở trong kinh thánh, người thọ nhất trong kinh thánh thì là người sống được 969 năm. Đúng không ạ? Một người sống 969 năm và tôi cũng tin rằng cái sự, những cái suy nghĩ hay là cái sự khôn ngoan khởi đầu cũng 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 rất là... cũng Bởi vì như ông Noe mà ông ấy đóng được một con tàu, một, một ông đóng lên một cái con tàu đấy thì ông phải là người rất là giỏi. Tôi tin như vậy. Và cái thời kỳ đó nhiều người sống rất là lâu. Và tôi bắt đầu cầu nguyện Tại sao ngày nay con người người ta dần dần uh, Cái năm tuổi thọ thì giảm xuống Sức khỏe cũng giảm xuống Và thậm chí cái sự thông minh ấy Tôi nghĩ là cũng giảm xuống đấy chứ Đúng không ạ? Vậy thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi ngay từ đầu Là Ngài có kế hoạch cho tôi là một cái người khôn ngoan và Chúa cho tôi ngay từ đầu tôi sẽ là người sống lâu với Chúa đúng không ạ? Và rồi tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, con cầu nguyện để Ngài khôi phục lại cái 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 sự khôn ngoan đấy trên chúng con chú khôi phục lại cái sự tri thức giường ấy cho chúng con và để cho con có đồng một tâm trí đồng một tư tưởng như đức chúa trời ngài có bởi vì con tin rằng đức chúa trời ngài là đấng muốn cho chúng con được tự do được giàu có được khỏe mạnh và anh chị em ơi đừng bao giờ nghĩ rằng tôi cam chịu với cái hoàn cảnh bây giờ tôi đang có tôi cháu rồi tôi cam chịu cái điều đấy cả tôi luôn tin một điều rằng đức chúa trời ngài muốn cho tôi được tự do được giàu có được thịnh vượng được khỏe mạnh Tôi tin như vậy anh chị em ạ. À. Còn có những người họ không họ họ mệt mỏi đến nỗi họ không muốn tin nữa rồi. Nhưng còn chúng ta cần phải có niềm tin nơi Đức Chúa Trời là ngài là là chưa nói gì ạ. À. Bây giờ anh chị em nghĩ đơn giản thôi, một người làm cha, một người làm mẹ. Nếu như anh chị em làm cha làm mẹ rồi, anh chị em vào nhà con của mình mà xem, anh chị em thấy rằng là nó không có thậm chí rằng nó nấu cơm nó cũng không có cái nồi cơm điện để nấu. Anh chị em vào nhà con của mình xem Anh chị em thấy rằng đồ ăn trong tủ lạnh không còn gì thì Con của anh chị em phải ngồi ăn mì tôm Thì anh chị em có sót ruột không ạ? Vậy thì ý muốn của anh chị em gì ạ? Nếu như anh chị em là một người cha, người mẹ giàu có Thì chắc chắn anh chị em muốn cho con cái của anh chị em nó được no đủ chứ đúng không ạ? Anh chị em muốn cho con cái của anh chị em được khỏe mạnh chứ Vậy thì Đức Chúa Trời là cha của chúng ta Giờ thử hỏi rằng Chúa ơi Ngài có muốn con được giàu có không? Chúa ơi Ngài muốn con được khỏe mạnh không? Để con phục vụ Ngài Chúa hay là ngài có muốn con có nhiều mối quan hệ hay là ngài muốn cho con được nổi danh hay không? Anh chị em thử hỏi xem là Chúa có muốn. Tại vì có một lần tôi hỏi Chúa như vậy đấy. Chúa ơi ngài thực sự ngài có muốn cho anh chị em có tất cả chúng con đều được giàu có không? Nếu mà hỏi như vậy chắc chắn Chúa sẽ trả lời đúng không ạ? Chúa sẽ trả lời cái câu kinh thánh này, các con vốn là xấu còn muốn cho các con mình những điều tốt huống gì là cha của các con ở trên trời lại không muốn lại không ban những điều tốt nhất cho những người xin ngài. Ở đấy là một cái phần đoạn kinh thánh khác. Ở một cái uh, sách khác Nhưng mà ở cái sách Luca này thì nói gì ạ Ban Đức Thánh Linh cho những người xin ngại Vậy thì anh chị em ạ Chúng ta cần phải nghĩ tốt Ở trong uh, Philip chương 4 câu 8 Chúng ta nghĩ như thế này đi Philip chương 4 câu 8 ạ Một câu kinh thánh tôi rất là muốn Anh chị em học thuộc, nó dễ thuộc lắm Kinh thánh chép trong Philip chương 4 câu 8 Nói như thế này ạ Rốt lại hỡi anh em phàm điều chi chân thật Điều chi đáng tôn điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Dạ, thì anh em phải nghĩ đến. Và thưa anh em rằng anh chị em thấy lúc phi nói cái câu Đức à, lôi Chúa Giêsu, đưa Chúa Giêsu ra và nói là và nói rằng là đưa Chúa Giêsu ra và trách ngài đúng không ạ? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy thì có nghĩa là gì ạ? Đi, đang hạ thấp cái vị trí hay là đang hạ thấp danh của Chúa của chúng ta đúng không ạ? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Và câu Kinh Thánh này nói gì? Anh Phàm điều trị đáng tôn đúng không ạ? Điều trị chân thật, điều trị đáng tôn, điều trị công bình. Cái đáng tôn này cũng có thể là đáng tôn trọng đấy. Đáng tôn. Đó. Và điều trị công bình, điều trị thanh sạch thì anh chị em phải nghĩ đến. Và Chúa nói với Pharaoh là gì ạ? Satan hãy lui ra khỏi ta bởi vì ngươi không nghĩ đến việc ở trên trời. Ngươi chỉ nghĩ đến việc của loài người thôi. Và ở Philip chương 4 câu 8 nói gì anh chị em hãy gì ạ? Hãy có những cái suy nghĩ thì anh chị em phải phải nghĩ đến. Có rất nhiều người đến với tôi và nói rằng làm sao để tôi thay đổi hoàn cảnh này của tôi bây giờ đây? Anh chị em để bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện với một người chúng ta rất dễ để biết được cái suy nghĩ của họ. Bởi vì kinh thánh nói gì ạ? Bởi vì trong lòng đầy dẫy thì miệng họ nói ra và khi họ nói ra tôi không tôi không đang không dạy anh chị em cách phán xét con người nhưng mà nhưng mà đức thánh linh đã đặt đặt chúng ta có thánh linh của chúa chúng ta có sự khôn ngoan của chúa để chúng ta đủ để phân biệt câu chuyện mà người ta đang kể với anh chị em là gì để anh chị em phân biệt được cái suy nghĩ mà chúng ta đang nghĩ cũng là gì nên là anh chị em ơi khi mà có những tư tưởng đến trong tâm trí của chúng ta nên anh chị em hãy cẩn thận được không ạ? Hãy cẩn thận về cách mà chúng ta đang nghĩ Điều đấy có công bình không? Điều đấy có đáng tôn không? Điều đấy có thanh sạch hay không? Cái điều đấy có nhân đức đáng khen hay không? Đúng không ạ? Và lời Chúa nói ở đây ạ Philip nói về những cái điều này Thì anh chị em phải hãy nghĩ đến Và có rất nhiều những cái suy nghĩ nghĩ Kéo cuộc đời của chúng ta đi xuống Rất nhiều Tôi lấy ví dụ như Có nhiều người nghĩ như thế này Rằng một cái câu chuyện lại có thật nhé tôi kể câu chuyện có thật đấy rằng uh, trong một cái tình huống hai anh em này bị bố đánh đi chơi về muộn bị bố đánh rất là đau và rồi hai anh em một người anh người anh thì nói với người em rằng là uh, thôi em ơi đi vào đi mình chúng mình đi về muộn chúng mình sai rồi thì chúng mình cần phải chúng lần sau chúng mình đừng đi chơi về muộn nữa thì người em nói gì hả? không em thấy ông ấy quá ác và em tuyên bố với uh, cậu bé để nói với anh trai của mình rằng em em sẽ không bao giờ nuôi ông ấy và nói như vậy em sẽ không bao giờ nuôi ông ấy và em sẽ nhớ cái điều mà ông ấy làm cho chúng ta ngày hôm nay và anh chị em thấy một tình huống nhưng mà hai anh em với cái cách nhận diện cái hoàn cảnh khác nhau đúng không ạ cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau và cái cậu em luôn nói như này anh không biết đâu ông cách ông ấy đánh em như thế nào đâu mà dù cũng đánh cả hai anh em chứ đâu có phải đánh riêng gì cậu em đâu nhưng cậu em nói gì ạ vì em nghĩ là ông ấy ghét em nên ông ấy đánh em như vậy và em sẽ không bao giờ sau này em lớn em không bao giờ nuôi ông ấy đâu rồi anh chị em biết sau này mặc dù người anh cũng nói rất là nhiều và người anh thì vẫn rất là hiền lành với cách suy nghĩ của người anh thì hoàn toàn khác cách suy nghĩ của người em thì hoàn toàn là nổi loạn đúng không ạ và về sau khi uh, hai anh em lớn lên đúng cậu em này cậu ấy quyết tâm là không quan tâm đến bố của mình luôn mặc dù bố nuôi như vậy cho ăn học đàng hoàng như vậy ra trường như vậy nhưng cậu đấy vẫn nuôi trong mình cái hình ảnh gì ạ cái suy nghĩ rằng là cái hình ảnh mà ông bố đánh của mình từ bé và rồi quyết tâm là sẽ không nuôi bố của mình và cuối cùng là cái chính cái cậu anh ấy nuôi bố từ đầu đến cuối và rồi thì câu chuyện thì chúng ta thấy rồi đúng không ạ người anh đó được tất cả mọi thứ mà cha mình cho mình và tất cả những gì bởi vì sao trong mắt của người bố ấy, thì người em là một đứa trẻ là một đứa con nổi loạn là một đứa con không không đáng tin cậy và nếu như một người bố thì không bao giờ trao cái tài sản của mình cho một cái người không đáng tin cậy được cho nên người bố đã trao toàn bộ cái tài sản của mình cho cái người anh đó bởi vì người anh đó là cái người đáng tin cậy nên anh chị em thấy không ạ cái cẩn thận cái cách mà chúng ta suy nghĩ nhiều khi chúng ta hay bị lừa dối lắm bố mình không không yêu mình anh chị em mình không tôn trọng mình người chị em trong hội thánh này thiếu sự tôn trọng mình và nếu như chúng ta suy nghĩ như vậy chúng ta dán cho họ những cái tem những cái mác đó và cuối cùng gì ạ chúng ta đánh mất đi cái điều gì chúng ta không thể biết được đúng không ạ chúng ta đánh mất đi mối quan hệ chúng ta đánh mất đi mọi thứ mà nhẽ ra chúng ta có được và ở trong Chúa cũng vậy thưa anh chị em Và giờ này tôi mời các anh chị em chúng ta cùng nhau đứng dậy Chúng ta sẽ cầu nguyện Để chúng ta cầu xin Chúa Là đấng ban cho chúng ta linh thánh linh của Ngài Và xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan Anh chị em ơi Chúng ta cầu nguyện như vậy Nhưng tôi rất mong anh chị em áp dụng được không ạ Và trên hết anh chị em nên nhớ giúp là Chúa là đấng tể trị cho dù anh chị em đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa dù anh chị em đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Hãy luôn nhớ Chúa vẫn ở trên ngai Và Ngài đang sống Amen ạ à. Ngài vẫn đang sống trên cuộc đời của chúng ta và Dù hôm nay hoàn cảnh của anh chị Ở như thế nào đi chăng nữa Nhưng hãy cẩn thận cách mà chúng ta suy nghĩ Vì Chúa là đấng vẫn đang sống Và Ngài đang tể trị trên cuộc đời của chúng ta Vậy thì hãy cẩn thận cái cách mà chúng ta suy nghĩ Nó sẽ dẫn chúng ta đi đến cái hành động nó sẽ dẫn chúng ta đi đến cái hoàn cảnh của chúng ta đến cái niềm tin của chúng ta như thế nào vậy thì giờ này tôi mong rằng anh chị em hãy cầu nguyện để nếu như anh chị em có những cái niềm tin sai ấy, trong quá khứ của chúng ta những cái suy nghĩ đã từng từng sai ấy, anh chị em hãy tháo nó ra ngay giờ này anh chị em cần cầu nguyện để thánh linh chúa giúp đỡ anh chị em chúng ta tháo những cái suy nghĩ sai của chúng ta chúng ta cởi bỏ những cái niềm tin sai lầm của chúng ta và chúng ta cầu nguyện với chúa là để xin chúa thánh linh ngài dẫn dắt chúng con suốt cả cuộc đời của chúng con như lời Chúa nói lời của Ngài là thành tín chúng ta cầu xin Chúa thì Ngài là đấng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta cả cuộc đời của chúng ta vậy thì hãy nhớ lời của Ngài với những điều con suy nghĩ đẹp lòng Chúa như David nói nguyện những tư tưởng của lòng con đẹp ý Chúa Hallelujah Chúa ơi chúng con đến với Chúa giờ này Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng con ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài trên anh chị em của chúng con. Chúa ơi, những điều mà Ngài đã làm, Ngài đang làm và Ngài vẫn sẽ làm, vẫn sẽ ở trên chúng con. Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob cũng là Đức Chúa Trời của chúng con. Đức Chúa Trời của tất cả chúng con là Đấng vẫn đang sống, Ngài vẫn đang ngồi trên ngai của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng con vẫn đang tể trị, chúa vẫn đang tể trị trên cuộc đời của chúng con và ngài muốn cho tất cả chúng con được sống kinh thánh chúa dạy chúng con rằng ngài muốn cho tất cả mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật và giờ này con cầu nguyện chúa ơi để anh chị em con hiểu biết lẽ thật của ngài chúa ơi chúng con cần phải cẩn thận về cách mà chúng con suy nghĩ chúa ơi con cầu nguyện để ngài là người cha thánh linh của ngài đến tỉa sửa chúng con, dạy dỗ chúng con, nhắc nhở chúng con và cảnh tỉnh chúng con mỗi một ngày. Chúa Thánh Linh ơi, con cần Ngài. Chúng con cần Ngài là đấng luôn luôn nhắc nhở xung quanh chúng con. Ngài xây hàng rào và bảo vệ tấm lòng của chúng con. Ngài xây hàng rào và bảo vệ tâm trí của chúng con. Ôi Chúa ơi, nếu như chân của con, Ngài nói rằng Ngài giúp cho chúng con để chân chúng con không bị bấp ngã, Thiên Sứ cũng sẽ nâng chúng con lên. Vì vậy con cũng cầu nguyện để Chúa nâng chúng con ngay từ trong tư tưởng của chúng con, để tư tưởng của chúng con không bị bấp ngã. Để Chúa ơi, những cái suy nghĩ của chúng con không bị vấp ngã chúa ơi chúng con không muốn chúng con bị sa ngã một chút nào nhưng chúng con muốn chúng con vâng lời ngài và làm theo ý muốn tốt lành trọn vẹn của ngài con cầu nguyện chúa ơi để ăn năn cùng với chúa vì trong quá khứ chúng con đã có rất nhiều những suy nghĩ sai lầm chúng con đã có rất nhiều những cái định kiến sai lầm chúng con nghĩ về người này người kia sai lầm chúng con nghĩ về anh chị em chúng con sai lầm thậm chí Chúng con còn nghĩ về bố mẹ chúng con một cách sai lầm Chúa ơi Và giờ này con cầu nguyện để xin Thánh Linh Chúa Ngài cởi bỏ cho chúng con những cái đức tin sai lầm đó Và Chúa ơi hãy cho chúng con nhìn thấy chính Ngài ở đó Cho chúng con nhìn thấy chính Ngài ở đó Alleluia Chúa ơi chúng con đã đi vào những lối mòn Và giờ này con cầu nguyện để Chúa Ngài giải phóng anh chị em của chúng con Ôi Chúa ơi để chúng con được tự do để Chúa ơi, chính chúng con là những người cởi trói cho anh chị em của mình. Ô Chúa ơi, con cầu nguyện, con cầu nguyện để Chúa là đấng nhân từ và tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, Ngài là đấng bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con. Hallelujah! Chúa ơi, Ngài dạy chúng con. Chúa ơi, lời Ngài có nói rằng hãy có đồng một tâm trí như đấng Christ vốn có. Chúng con cũng cầu nguyện để Chúa ban cho chúng con một tâm trí của Ngài, tâm trí của đấng Christ là đấng khôn ngoan, là đấng nhân từ, là đấng hiền lành, là đấng trung tín, là đấng mềm mại, là đấng yêu thương, là đấng tiết độ. Chúa ơi, con cầu nguyện để tất cả những suy nghĩ, tâm trí của Đức Chúa Trời cũng sẽ ở trên tâm trí của chúng con. Chúng con sẽ mặc lấy tâm trí của Đấng Christ ở trên chúng con. Chúa ơi, chúng con là những người nam là những người nữ, chúng con sẽ mặc lấy thần của Ngài suy nghĩ của ngài. Chúa ơi, chúng con sẽ hành động như cách mà Chúa ngài hành động. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa dạy chúng con rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của chúng con hơn hết. Hãy cẩn thận vì những suy nghĩ của chúng con, vì những suy nghĩ đó sẽ định hình lên cuộc đời của chúng con. Và con cầu nguyện ở đây trên dân sự của ngài để những suy nghĩ của anh chị em con sẽ định hình lên cuộc đời phước hạnh của anh chị em con đi theo ngài. Để những để anh chị em con có những suy nghĩ của Đức Chúa Trời hằng sống. Để Chúa ơi, Chúa ơi ngài đến với họ và ngài can thiệp vào niềm tin của họ, ngài can thiệp vào suy nghĩ của họ. Chúa Thánh Linh ngài sống động trên từng câu chuyện của anh chị em con. Chúa Thánh Linh ngài tác động vào trong từng câu chuyện của anh chị em con. Chúa thánh linh ơi, ngài đến và ngài bày tỏ chính mình ngài trước khi anh chị em con kịp suy nghĩ Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn ngài vì ngài là đấng năng quyền. Vì ngài là đấng năng quyền. Vì chúng con có ngài chúng con, ngài. chúng con cảm ơn ngài. Chúng con ngợi khen ngài. Chúa ơi chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên ba ngôi Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con và chúng con hiệp lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Terima ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em ạ.